Hello mọi người, nhất là các nàng mậu thìn sinh năm 1988. Đây là video clip anh làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của tuổi của các em. Như mà người xưa thường hay nói ấy, là gì? Ta 31 bước qua, 33 bước lại. Nhưng cái đó là cái quan niệm của cái người xưa quen miệng để nói thế thôi, chứ thật sự ra mà theo tử vi phong thủy thì không phải tuổi nào 31 cũng rơi vào tam tai, và 33 là năm nặng cả. Đó là có một số tuổi thôi, chứ không phải là nhất thiết tuổi nào của trong luật thập pha giáp nó cũng bị như thế. Thì năm nay theo tuổi của các em thì đấy là năm 31 tuổi. Tuy nhiên là theo nghiên cứu về tử vi phong thủy và những cái tổng hợp của tử vi mà anh học được thì nó không phải như vậy, nó không phải quá đáng ngại. Tuy rằng đây là cũng là một năm, nếu như xét cho đúng thì thìn tuất sửu mùi, thìn với tuất là lục xung, cũng có thể nói là năm không tốt. Nhưng mà nội tại thì chỉ có một cái không tốt thì chưa chắc là một năm nó hoàn toàn thất bại. Đầu tiên hết á, thì xét về tử vi của các em á, thì các em mạng đại lâm mộc, năm nay là bình địa mộc, tức là mạng đồng hàng mộc tốt. Sao thì các em có sao thái âm chiếu mạng, mà sao thái âm là một cái sao may mắn danh lộc rất là tốt cho cái người dù là nam hay nữ. Hạn là tam kheo, xây sát tay chân rất là nhẹ ha. Vận niên lại là vận niên long ngộ vân, rồng gặp may, một cái vận niên có thể nói là tốt nhất của các vận niên trong trong năm. Thiên can chỉ chữ mậu gặp chữ mậu là cùng hàng thổ ha, thuận lợi, dễ phát triển. Thìn gặp tuất, nếu đúng là thìn tuất sửu mùi là đồng hàng thổ, tuy nhiên là thìn gặp tuất thì cũng có thể nói là lục xung trong tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi ha, về mặt nạp âm ngũ hành là như vậy. Cho nên mà có thể nói là xét chung ở bên ngoài của cái vận niên và tuổi sao hạn thì chúng ta khá thuận lợi, trừ là địa chi chúng ta lục xung. Như vậy thì các nàng á ha, rõ ràng là 31 bước qua thấy 31 là những cái điều tốt nhiều hơn là điều xấu. Để mà làm về tử vi của một cái tuổi nào đó thì anh thường thì hay nói tổng quát thiên tính của cái tuổi đó. Như đã nói, những người mà tuổi mậu thìn nữ mạng, mà anh trong những cái video clip mà về tuổi mậu thìn trọn đời anh đã nói, thì là người mà tuổi mậu thìn nữ mạng là can với chi cùng hàng, cho nên là có nhiều thuận lợi trong công danh tài lộc, sớm tạo được nhà cửa, đất đền. Là người thì khá khôn, thìn mạng khá khôn và quản giao. Tuy nhiên là người rất là tham vọng, luôn luôn muốn cái gì đó mình cũng được nhất, cầu sự chú ý, dễ thành công trên đường đời. Nếu như mà người mà tuổi thìn này nè mà sinh thuận vào mùa thu, không, mùa đông và mùa xuân, tức là vào khoảng gần cuối năm và đầu năm thì có rất là có nhiều sự tốt đẹp ha, từ danh lộc đến tình duyên, cuộc sống đến già này thậm chí là có người rất là giàu có. Nhưng mà nghịch sanh lỗi số vào cái mùa mà các mùa còn lại, nhất là mùa hạ đó, thì phải rất vả bôn ba. Giờ này tuy mới có 31 nhưng đã có và mất rồi. Cuộc sống thì lại là cho duyên nợ đa đoan, tiền bạc tuy nhiên không có thiếu, vì là các nàng ở tuổi này vừa có tài vừa có nhiều ham muốn, nên luôn luôn là người nỗ lực ha, muốn luôn luôn treo lên, và có thất bại xuống cũng muốn làm lên lại, chứ không muốn ngừng lại đứng đó mà than trời ha. Đa phần các nàng có dáng vẻ rất là thanh lịch, người tuổi rồng mặt thường này dáng vẻ là những người đẹp mã không. Bên ngoài thì người ta nhìn vào thì nó thấy là sôi động, quảng giao, nhưng mà bên trong là một cái sự tham vọng ha. Và đặc biệt là người mậu thìn là
do là mạng mọc mà thình mà mạng mọc cứ đâm lên từ 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 nè, không có chịu nghe lời người lớn à, các nàng á sẽ gặp thất bại ở trong tiền vận, tức là 20 mấy tuổi là các nàng đã có rồi, thậm chí bây giờ đã có nhiều nàng là có rồi quay lại con số 0 ha. À, cho nên đó là đừng có mong cầu mình có sớm sẽ mất sớm à, ở trong cái giai đoạn này á thì khá là bình linh binh, tại vì giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu vào đại vận 10 năm, cho nên là sắp kết thúc cái vận hạn vào đại vận 10 năm, cho nên là cẩn thận ha. Các nàng mậu thìn thì yên tâm, hậu vận luôn luôn là người giàu sang, thậm chí là nếu mà làm được danh lập rất là dễ thăng tiến à, đó là thiên tính chung của người mậu thìn à, sinh năm 1988 nữa mà à, còn thí dụ với năm nay á, thì sự nghiệp và gia đạo à, sự nghiệp và công danh á, của năm 2018 á, thì các nàng á, năm nay gặp sao thái âm chiếu mạng, cái sao thái âm này là một tinh quân tốt cho cả nam lẫn nữ, cho nên là sẽ đem lại nhiều may mắn từ công danh tài lộc như ý nè à, cho đến là cái việc mà gia đạo nó cũng bớt phần xung khắc cái bởi địa chi. Sao thái âm á, lại thuộc hành kim à, có lợi cho sức khỏe à, có lợi cho danh lộc, nhưng mà không có lợi về lắm cho những người mạng mọc như các em à, nhưng cái sao này thái âm á, đặc biệt lắm, gọi là nó là phúc tinh đem lại tài lộc, nhưng nó lại không có tương trợ cho cái việc mà à, bổn mạng, nhất là những người mà mạng mọc của các em ha, nó kim mà kim nó khắc mọc nó sẽ đem lại cái bệnh hoạn và tai nạn bất ngờ, cho nên là sức khỏe của các em năm nay tuy là gặp năm mọc đồng hàng nhưng mà lại không quá tốt, thậm chí là cứ sụt sịch cái này sụt sịch cái kia mãi ha. Rồi bây hai tháng nào đầu năm này bây giờ là coi như là bắt đầu là ngày 10 tháng 2 rồi, thì tháng đầu năm thì hai tháng thủy cho nên là sức khỏe chưa có vấn đề đâu ha, nhưng mà cẩn thận ha. Rồi hạn á là tam kheo, chỉ là hạn nhẹ, có thể xây sát tay chân rất là nhẹ nhàng ha, bệnh thì cũng dễ khỏe. Về tứ trụ á thì năm nay á, là năm thiên thuận địa hòa, như vậy thì công việc làm ăn cũng như mưu sự gặp nhiều thuận lợi, có nhiều người giúp đỡ dễ thành công, gia đạo tình cảm cũng như sức khỏe có vài bất an nhưng sẽ vượt qua, sự nghiệp sẽ hưng vượng, thậm chí tài lộc hanh thông à. Vận niên long ngộ vân là một lần vận niên rất là tốt à, cho cái việc làm ăn sinh tài lộc à, các nàng có nhiều cơ hội để phát huy khả năng à, có nhiều cái cơ hội để mà thăng tiến trong quan lực trường, trong danh lộc cuộc sống à, năm nay mình đề bạc mà phát triển lên nên mạnh dạn mà nhận ha. Rồi như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành và luận giải, năm nay can mậu thuộc dương mà các em là thuộc mậu luôn, năm nay ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chủy thì hỏa sẽ vượng à, đối với mà các nàng ở mạng mộc á, gặp năm hỏa mà vượng á, là đốt mình nhiều ha, thì cần đề phòng hung hỏa đi theo sau những cái tài lộc lớn vào các tháng giữa năm á, tức là tháng mậu ngọ nè, tháng kỷ mùi là hai tháng cực hỏa của năm nay ha, sẽ gặp chuyện xấu khó lường, dễ nhất là cái phần mà lục xung của địa chi, thìn gặp tốt là lục xung sẽ có vấn đề ha. Như vậy là tốt nhưng không phải là hoàn hảo. Sao chiếu mạng á thì vận niên nè, vận thế đều là rất tốt cho công danh sự nghiệp, tiền tài gia đạo à, tiền tài thôi chứ không có gia đạo. Tuy nhiên đừng nên khởi quá nhiều cái ham muốn ở trong năm này, vì dù gì đi nữa thì năm nay vẫn chúng ta vẫn gặp lục xung à, có thể công việc làm ăn chúng ta quá tham vọng thì sẽ có nhiều người ganh tị tìm cách chống phá, cuộc sống sẽ có những cái nỗi buồn bởi cái lục xung của cái năm Tuất đem lại cho tuổi thìn của chúng ta. Có thể nói đây là năm khá tốt nếu như mà các em biết là chế hóa bản thân mình ha, biết cái gì là vừa và cái gì là đủ ha, chứ đừng có mà quá mà cương lên à,
vì dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn đang bị là năm gọi là gì, năm lục xung, thìn tuất lục xung, mà dân gian thì người ta hay nói là 31 bước qua 33 bước lại, thì cái đầu lỡ có gì cái đổi họ thừa là năm 31 chúng ta này kia. Thật sự mà nói năm nay nếu như các em biết vừa biết phải thì vẫn là một năm có tiền tài rất tốt. Chủ yếu của năm nay vẫn là gia đạo và tình cảm sẽ đem đến nhiều cái phù thủy cho các em mà thôi ha. Xét về mặt tử vi ấy, thì tiểu vận đi vào vượng địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do cái lục xung gây ra. Đại hạn 10 năm á, là từ 23 cho đến 30 tuổi á, là thời kỳ mà sự nghiệp rất dễ bị tiêu tan ha. Gia đạo rất là dễ chia ly. Năm nay bước sang năm 31 là bước vào 10 năm đại vận, là thời kỳ tạo dựng sự nghiệp tương đối dễ dàng và phát huy mọi thứ nó hành thông. Tiểu hạn nay á, lại rơi vào vượng địa nữa, cho nên là chúng ta khởi đầu 10 năm đại vận một cách rất là ok. Như vậy mà nói là quá tốt, đúng không? Người ta nói 31 bước qua, nhưng mà rõ ràng là các nàng năm nay đâu phải 31 bước qua đâu, là các nàng bắt đầu 10 năm đại vận ha. Cung tiểu vận thì có hóa lộc, quan phù, bệnh phù, kình dương. Như vậy thì công việc làm ăn dễ sinh tài lộc, và thậm chí là được người sự giúp đỡ giới thiệu của người trên để mình thăng tiến trong quan trường. Nhưng cũng không thể nào không đề phòng ông bệnh phù và kình dương. Ông bệnh phù và ông kình dương này là cái phần mà sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và gây ảnh hưởng cho công việc ha. Cho nên là năm nay nhớ giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt có song hỷ phối cùng tam hợp ha. Thái tuế, bạch hổ, quan phù, cho nên là tài lộc quý cô sẽ tăng vọt ở trong năm này. Nếu làm việc ở công sở thì chắc chắn sẽ được đề bạt và trao thêm cái quyền hạn. Về mặt tọa cung tiểu hạn và lương chiếu thì có quả tú, thiên la, đà la, địa võng là những phá bại tinh gây ốm đau phiền muộn. Kết hợp với lại cái lục xung thành tức thì rõ ràng phải làm điều không ấy. Nếu như mà các nàng không khéo sắp xếp mãi mà lao theo cái danh lộc thì sức khỏe sẽ bị suy sụp, trở ngại trên con đường tiến thủ của mình ở cuối năm. Đặc biệt là với hóa quyền nhập hạn các nàng có dịp chứng tỏ bản lãnh, nhưng không nên lấn át những người mà đồng sự của mình có được đề bạt đi nữa thì cũng được có chảnh ha. Các nàng này thì hơi coi như là coi ta là cái rốn của vũ trụ, coi chừng. Cung mệnh thì năm nay có đại hao, tế phá, nhập hạn, nhập cung mệnh, làm việc gì cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt rất dễ bị những cái người mà quen biết phản bội. Trong giao dịch phải cẩn thận và cố gắng hạ mình ha, vì các nàng mậu thìn thì biết rồi, thích là mình là cái vốn của vũ trụ, cho nên sẽ gây thù chuốc oán mà không biết. Không nên đang lúc thuận lợi tiền bạc thoải mái mà khởi quá nhiều tham vọng và bỏ vốn đầu tư vào cái lĩnh vực không chuyên bị người khác dẫn dụ do cái lòng mà hát dòng tham của mình. Mình nghĩ rằng mình đang may mắn, đang tốt, làm cái gì cũng làm, đừng có ha. Những cái điều mà trái khoái của mình thì không nên dính vào. Tử vi mà của các nàng may mắn có những cái cứu tinh ha, để hóa giải với những cái bại tinh ở bên trên là có thanh long nè, phúc đức, thiên đức, thì hy vọng những khó khăn vây hãm của cái phá và bại tinh mà mình đã nêu ở trên ở trong nhập hạn thì sẽ được hóa giải, hay ít nhất cũng được giảm nhẹ, đúng không? Tự vì ở tọa cung tiểu vận thì mình có toàn là bại tinh không à, quả tú, thiên la, đà la, địa võng, toàn là phá với bại tinh không. Tuy nhiên là ở với tử vi của bản thân mình, tử vi mà đi theo mình thì có thanh long, phúc đức, thiên đức, thì
biết đâu nhờ những cái tử vi này sẽ hóa giải được những cái thọ cung tiểu vận tiểu hạn ở trên ha. Về mặt mà tài bạch á, tức là tài chánh á, với hóa lộc tọa thủ, tiền bạc thì dồi dào, có khả năng thực hiện những cái việc mà mình mưu cầu, công việc dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên á, đại tiểu hao á, vào hộ chiếu á, nên cẩn thận đề phòng, nếu không á, thì làm thì có đó nhưng mà không có thấy tiền ở đâu hết. À, cái điều đó là một cái điều mà cẩn thận nha, đại tiểu hao đi chung rồi hay bị tốn cái tiền ở đâu đâu. Nhìn chung vào các mặt á, tiểu vận đi vào vượng địa ha, các nàng không lo gì về vật chất tiền bạc, vận thời còn có thuận và nghịch nên cũng đừng mưu sự quá lớn lao. À đó, nhưng mà cũng đừng có bị các cái gọi là mình thắng thế rồi xong rồi nghĩ cái gì mình làm cũng được, cái điều đó là điều mà sẽ rất là dễ gây tai hại trong năm lục xung này ha. Những gì mà gần tầm tay, quen thuộc ha, cuộc sống vẫn có nhiều tốt đẹp, sự nghiệp được bảo toàn, thậm chí là thăng tiến về mặt tiền bạc. À, có thể nói đây là một năm thật sự sáng sủa với các nàng Mậu Thìn 1988. Hy vọng rằng nó sẽ được các nàng ứng dụng một cách tốt nhất ha, trong công việc. Còn về mặt tình cảm và gia đạo của năm 2018 năm Mậu Tuất này, thì theo lịch vạn niên á, sang hạn chiếu mạng, vận niên đều tốt, công danh tài lộc thăng tiến, tình cảm cũng nhờ như vậy được nhiều điều thoải ý. À, với địa hòa về tứ trụ á, thì gia đình đời sống càng thêm hạnh phúc. À rồi ha. À, tuy nhiên đây là năm mà các nàng phải để ý về việc gây gổi với gia đạo. Không phải là gia đạo là chỉ có chồng với con ha, với cả anh chị em và người trong gia đình. À, vì dù sao thì năm này cũng là năm Tuất, thần với Tuất là lục xung, mà địa chi lục xung thì dễ làm cho gia đạo sạp sáo, không có được thuận lợi. À, đặc biệt là như vậy. À, cho nên là đây là năm thí dụ năm thành công thì công việc của mình nó sẽ nhiều, cho nên là cần quan tâm nhiều đến chồng con, đừng để rơi vào tình cảm mà ha, xa mặt cách lòng ha, hỏi sao là chồng mình nó đi với con khác ha. Giao tiếp với bạn bè thì nên giảm thiểu, dễ bị tai tiếng do lục xung của địa chi gây ra, lời ra lời vào có thể làm cho cái gia đạo của mình càng thêm bất hòa. Năm nay bạn bè sẽ là mối đe dọa chính đến tình cảm của vợ chồng người Mậu Thìn nữ mạng. À, đặc biệt á, là mặc dù là các nàng này á, đã có chồng rồi ha, nhưng mà do bổn tính là thoải mái ha, hướng ngoại rồi á, là hoạt bát dễ gần, cho nên á, vẫn rất là dễ bị đàn ông xung quanh mình ha gạ gẫm tán tỉnh, cho nên á, là cẩn thận ha, gặp năm lục xung này thì cẩn thận dây vào ngoại duyên. Tử vi á, thì ngoài những cái phá tinh về sự nghiệp thì có tan ngộ với là cục binh, tan hội với là điếu khách, gia đạo rất dễ có tan ha, hoặc gần hoặc xa. Năm nay á, là không nên đi chơi ở những cái nơi mà vùng ao hồ sông biển, đối với người Mậu Thìn nữ mạng nó không có tốt lắm. Đối với các nàng mà độc thân á, thì năm nay là một năm rất dễ sinh về đường tình cảm. À, nhưng mà tình cảm năm nay có sinh đi nữa thì cũng đừng có quá để ý tới tình cảm để bị lợi dụng. À, đây là cơ hội tốt để tạo dựng sự nghiệp ở trong cái năm này, mình khởi vận đầu của cái đại vận 10 năm, cho nên đừng để tình cảm làm cho mình làm một cái mối chi phối ha. Các nàng độc thân thì rất là dễ có tình cảm hôm nay, đào hoa vận rất mạnh. À, còn sức khỏe năm nay can chi thì thuận lợi, sức khỏe vững vàng, tuy nhiên ngũ hành không hợp, cần quan tâm đến những cái bệnh mà có thể là về mũi, khò khè, đặc biệt là đề phòng tai nạn, do là sao thái âm thuộc hành kim, còn mình thì thuộc
hành hành mộc, kim nó khắc mộc, đặc biệt là khoảng giữa giữa năm, từ tháng 5 tới tháng 6 thì hai tháng này là hai tháng hỏa cực vượng, nó đốt mộc của chúng, của các nàng, để ý ha. Đó là những cái thông tin về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với các nàng Mậu Thìn sinh năm 1988. Hy vọng rằng là với những cái chia sẻ này, các nàng có thể ứng dụng tốt để mà có một cái năm khởi đầu của đại vận 10 năm thành công tốt đẹp. Thì anh có làm luôn cả cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Tiếp đi. Thì đó là hy vọng rằng đó là nó sẽ giúp cho các em biết là tháng nào tốt, tháng nào xấu để mà mình có những cái thuận lợi hơn, ứng dụng nó tốt hơn. Thì tháng Giêng là tháng Giáp Dần, thì tháng Giêng đã qua rồi, thì tháng Giêng là tháng chúng ta là mệnh mộc, tháng Giêng là tháng Giáp Dần, tháng Thủy ha, Thủy sinh mộc, cho nên bản mệnh tương sinh rất tốt. Có thể nói là tháng Giêng là một tháng khỏe khoắn về cơ thể, mọi điều tốt lành. Thiên can giáp ha, thì nó khắc chữ mộc của các em, gọi là thiên can của tháng khắc khắc bản mệnh, khắc thiên can của các em, cho nên là công việc không thuận lợi, dễ sinh bế tắc và gây gỗ, làm cho các em buồn lòng về công việc. Địa chi Dần Thìn thì tự chủ bình hòa, không có tương hại, cũng không có tương khắc gì nhau hết. Như vậy là với cái thiên can bị tương khắc, công việc nó có đôi chút khó khăn, một chút thiếu, nhưng mà các em có cái sự tương sinh của bổn mạng, đó là thủy sinh mộc, thì cái thiên can này nó không quá là các em đau đầu ha. Thì các em cũng trải qua rồi, các em biết, thậm chí là các em còn có sự may mắn nữa. Một chút may mắn, gặp trục trặc nhưng một chút may mắn là vượt qua. Tháng 2 thì tháng Ất Mão, hôm nay đã là ngày 10 rồi ha. Thì như vậy thủy sinh mộc, mệnh cũng vậy, thủy sinh mộc ha. Bản mệnh được tương sinh rất tốt ha. Ất Mậu, thiên can Ất Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Còn xét về mặt ngũ hành á, thì mộc thì thuộc mộc thì thuộc Ất thì thuộc mộc, mà Mậu thuộc thổ. Như vậy là thiên can có vận về năm âm ngũ hành là bị tương khắc một tí xíu, cho nên là không tốt lành lắm. Địa chi thì Bảo với Thìn là tương hại, mà tương hại là sự chống đối lẫn nhau, cho nên là có thể nói là tháng 2 âm lịch này chúng ta có sự lộn xộn về gia đạo, không có tốt lành lắm, cho nên là cần cẩn thận. Mà các em đã trải qua 10 ngày thì các em cũng thấy rồi, gia đạo cũng không có được vui vẻ, trong lòng nó cứ cảm thấy nó buồn buồn ha. Tháng 3 tiếp theo là tháng 3, một tháng Bính Thìn, là một tháng thổ. Như vậy mệnh là mộc của Mậu Thìn khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, thì không tốt cho bản mệnh sức khỏe, sẽ có một chút trục trặc sức khỏe, bệnh nạn rồi kia, nhưng mà sẽ dễ dàng vượt qua. Vì dù sao đi nữa thì chúng ta khắc tháng thì phải tháng chúng ta. Thiên can á, thì chữ Bính với chữ Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên á, là về nạp âm ngũ hành á, Bính thì hỏa, Mậu thì thổ, như vậy là vẫn được tương sinh về nạp âm ngũ hành. Như vậy có thể nói là công việc trong tháng 3 dễ có sự thay đổi, dễ có sự thăng tiến, dù rằng đây là tháng tuổi. Địa chi á, tháng Thìn gặp Thìn là tự hình, mà người ta gọi là tháng năm sinh tháng đẻ, thì sẽ chắc chắn là có những cái việc rắc rối về gia đạo, không có tốt lành lắm. Cho nên là nếu như là các em thì anh nên nhẫn nhịn gia đạo ha, chồng con tháng này cho nó yên lành. Như vậy là tháng 3 là một tháng gọi là tháng tuổi, nhưng cũng không quá khó khăn với người Mậu Thìn của các em. Thì vì sao? Vì các em là mộc của các em khắc thổ, chứ không phải là tháng khắc các em, cho nên là sức khỏe cũng dễ dàng vượt qua. Thiên can thì nạp âm ngũ hành là được tương sinh, hỏa sinh thổ, như vậy là tốt mà, dễ sinh tài lộc chứ không phải nào quá khó khăn. Tuy nhiên về bằng địa chi thì các em phải nên cẩn thận, đừng để mình rơi vào cái chuyện mà địa chi làm cho các em
sanh rời đà. Tiếp theo là tháng 4. Tháng 4 là tháng Đinh Tỵ. À, tháng 4 năm 1 tức là tháng Đinh Tỵ. Tháng này cũng là tháng Thổ. À, như ở trên là mệnh mộc khắc Thổ. Là chúng ta bản mệnh chúng ta khắc tháng. Cho nên là không tốt cho sức khỏe nhưng mà cũng không có quá nặng nề. Thiên can Ninh Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Đinh về mặt đạo âm ngũ hành là hỏa, Mậu là thổ, vẫn được tương sinh như là tháng Bính Thìn. Thiên can Tỵ với Thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại nhau. Nhưng mà về mặt đạo âm ngũ hành là Tỵ thì hỏa, Thìn thì thổ. Như vậy chúng ta cũng vẫn được tương sinh. Qua cái tháng 3 cũng không quá khó khăn, thì tháng 4 này việc bản mệnh nó cũng vậy thôi, cũng bị tương khắc tháng cho nên là bản mệnh nó có chút vấn đề nhưng mà không quá nặng nề. Thiên can thì về mặt mặt âm ngũ hành là tương sinh hỏa thổ tốt, địa chi cũng vậy, cũng về mặt âm ngũ hành là hỏa thổ luôn, là được tương sinh, như vậy là tốt quá cho tuổi của các em. Rõ ràng là đây là một cái điều mà tốt lành, có thể nói là tháng 4 là tháng khá thuận lợi về mọi mặt, nhưng sức khỏe có một chút vấn đề. Đến tháng 5, tiếp theo là tháng 5. Tháng 5 của năm Mậu Tuất là tháng Mậu Ngọ. Như vậy mệnh của em là mộc, sinh xuất ra hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng và nạn. Thiên can Mậu Thổ, Mậu là cùng hàng, Thổ có hàng can giống nhau, ok. Địa chi Ngọ Thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương khắc. Tuy nhiên Ngọ cũng là mang hành hỏa, Thìn mang hành thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của địa chi là tương sinh. Như vậy là đã nói ở cái phần mà cả năm thì chúng ta gặp cái sao Thái Âm là một cái sao gọi là mệnh kim, nó tương khắc mộc của chúng ta. Mà tháng này là mộc của chúng ta lại bị sinh xuất nữa, cho nên là nó như cái kim vậy đó, mà chúng ta đang có giáp năm nay được mộc của chúng ta lại bị đốt nữa, cho nên là rất là dễ bệnh này. Tháng này tuy là bản mệnh sinh xuất thôi nhưng mà nó còn nguy hiểm hơn là tháng bản mệnh bị tương khắc ở trên, tháng 3 và tháng 4. Cho nên là các em thì tháng này cực kỳ cẩn thận về mặt sức khỏe, đặc biệt là tai nạn. Thiên can thì Mậu đồng hàng, thì Mậu đồng thiên can đồng hàng thì nó sẽ không có vấn đề về tài lộc, không có vấn đề về cái công việc làm ăn, nhưng mà sức khỏe là và bổn mạng cần cẩn thận. Địa chi Ngọ Thìn thì như đã nói là không xung không khắc nhưng lại được tương hợp về nạp âm ngũ hành thì chắc chắn là sẽ không có việc gì lớn xảy ra trong gia đạo. Rồi tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, một tháng hỏa tiếp tục, như vậy mệnh cũng phải như tháng 5, đề phòng tai nạn bệnh tật. Thì mộc nó sinh hỏa mà, thiên can Kỷ Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi Mùi Thìn, Thìn Tuất Sửu Mùi, nhưng mà Mùi với Thìn thì nó cách nhau quá xa cho nên là có thể nói là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc với nhau. Như vậy là tháng 5 và tháng 6 thì là chỉ cần để ý nhiều về bổn mạng, về sức khỏe thôi, còn công việc thì cũng không quá gì là khó khăn. Như vậy rõ ràng là cái vận hạn của các em ở trong cái 6 tháng đầu đầu của năm Mậu Tuất đều là tương đối tốt cho công việc, tốt cho cái việc gia đạo, có trục trặc một tí xíu ở có thể là tháng 3, tháng 2, tháng 3. Tuy nhiên là về mặt sức khỏe thì các em cần cẩn thận nhiều. Hết tháng 2 là hết tương sinh rồi, thủy sinh mộc là hết tương sinh rồi. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là 4 tháng bản mệnh tương khắc hoặc là bản mệnh bị sinh xuất. Cho nên là cần cẩn thận về mặt sức khỏe ở trong cái 4 cái tháng này. Đừng để cái mặt sức khỏe là ảnh hưởng đến cái việc thiên can và địa chi cũng cho là có nhiều cái trường hợp sinh ra công việc, sinh ra mọi thứ. Như vậy là anh đã tổng hợp xong cái thông tin về tử vi của năm Mậu Thìn, của tuổi Mậu Thìn cho năm Mậu Tuất 2018. Hy vọng rằng nó là những thông tin bổ ích để cho các em ứng dụng vào cuộc sống của năm nay để sinh được nhiều tài lộc như mong muốn mà của tử vi đó đem đến. Video đến đây là hết. Nếu như ai xem video thấy hay, xin bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video clip về tử vi vận hạn của tuổi các em, có thể là bạn bè và gia đình của mình.
rất mong mọi người ủng hộ mình nhiệt tình. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.